Đây là một cái máy cắt cỏ hiện đại do anh Tệ sáng chế. Máy cắt cỏ hiện đại do anh Tệ sáng chế. Bông của người ta có nhiều anh cắt hết. Anh Tệ anh đang sung sướng với mấy cái cỏ của anh. Đang sung sướng với lại cái máy cắt cỏ. Chắc hồi nó gãy mẹ cái trong trong. Anh này cũng phá lắm. Để coi cái mặt của anh. Anh này anh bài cho anh phá. Đây là một cái máy cắt cỏ hiện đại do anh Tệ sáng chế. Ảnh đang hào hứng với lại cái máy cắt cỏ của ảnh. Các anh chị thấy cái máy cắt cỏ hiện đại do kỹ sư Tại cắt hồi cái máy bay nó dục luôn. Ảnh khoái chí anh đang cười. Đó đó để mày. Anh ve luôn, anh ve để anh cắt cái cỏ. Anh chui xuống anh cắt cái cỏ. Anh cắt hết cỏ người ta, bông có bông, bao nhiêu cái bông là anh cắt hết nhá. Anh này có vẻ xé áo khoai chi với cái máy cắt cỏ của anh.